Ngoại hình điển trai, năng lực diễn xuất tốt, có lượng người hâm mộ riêng là những điều dễ nhận thấy với các nam diễn viên điện ảnh, truyền hình vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 28 năm 2022. Bốn gương mặt vào vòng bầu chọn năm nay gồm Quốc Trường, vai Đăng Minh, phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào, Nhan Phúc Vinh, vai Quang Minh, phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ, Hà Việt Dũng, vai đại úy Đào Hải Triều, phim truyền hình Bão Ngầm, Thanh Sơn, vai đại úy Lê Anh Vũ, phim truyền hình Đấu Trí. Mỗi người đều có điểm mạnh để chinh phục khán giả nên rất khó đoán ai sẽ giành chiến thắng sau cùng. Phim Bảy Ngọt Ngào là tác phẩm thương mại thành công về doanh thu cũng như nhận được lời khen từ giới chuyên môn. Đăng Minh là vai diễn thú vị, nhiều góc cạnh được Quốc Trường thể hiện tốt. Với giải Mai Vàng thì Nhan Phúc Vinh là cái tên không hề xa lạ khi anh đã 3 lần được vinh danh vào các năm 2012, 2013 và 2020. Ngoài ra thì anh cũng có 2 lần được vào vòng bầu chọn mùa giải năm 2017 và 2018. Năm nay, Nhan Phúc Vinh ghi tên trong top 4 với vai Quang Minh, phim Giấc Mơ Của Mẹ, diễn cùng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Diễm My 9X. Với khả năng diễn xuất biến hóa, Nhan Phúc Vinh được đánh giá cao trong cuộc đua giành tượng Mai Vàng năm nay. Chưa nhiều duyên với Mai Vàng như Nhan Phúc Vinh, nhưng Thanh Sơn cũng là cái tên từng được vào vòng bầu chọn giải thưởng nhờ vai diễn Duy trong phim Đừng Bắt Em Phải Quên vào năm 2020. Một vai diễn đòi hỏi tính sáng tạo, khai thác trọn vẹn tính cách nhân vật, nhưng không lặp lại cách diễn trong những phim có cùng dạng vai. Trong lần tái ngộ với giải Mai Vàng năm nay, Thanh Sơn được khán giả yêu thích với vai đại úy Lê Anh Vũ, phim truyền hình Đấu Trí. Không còn là hình ảnh điển trai hay thanh xuân rực rỡ, thay vào đó là hình ảnh nghiêm túc, chính trực. Nam diễn viên Hà Việt Dũng thì góp mặt trong top 4 với vai đại úy Đào Hải Triều, phim Bão Ngầm. Đây là vai diễn giúp Hà Việt Dũng thêm điểm trong lòng công chúng bởi diễn xuất ấn tượng của anh. Đặc biệt, những cảnh đấu trí và các pha hành động đẹp được nam diễn viên thể hiện đã khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, mưu trí với thần thái cuốn hút.